Xin chào các bác. Trong video này thì đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn chỉnh mẫu đồng hồ 8X42 của Seiko. Video sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là tổng quan giới thiệu về bộ máy 8X42 và phần thứ hai sẽ là chỉnh thời gian và chỉnh các múi giờ sử dụng sóng GPS cho chiếc đồng hồ Seiko GPS này. Thì để chúng ta check cái thời gian à check cái mã máy thì các bác có thể nhìn ở đằng mặt sau chúng ta sẽ thấy là mã máy của nó là 8x42 nhé. 8x42. Đây là một chiếc đồng hồ sử dụng sóng GPS. Để tổng quan về bộ máy 8x42 thì nó là bộ máy với kim giờ, kim phút, kim giây này. Chúng ta sẽ có lịch lịch ngày ở đây. Rồi có kim 24 giờ này. Ngoài ra chúng ta sẽ có cả sở thế giới của 39 múi giờ. Đây, 39 múi giờ. Với bộ máy 8X42 thì đây là bộ máy sử dụng pin năng lượng mặt trời với sai số khoảng nửa giây một ngày nhé. Tức là tính tổng ra thì khoảng 15 giây một tháng, cộng trừ 15 giây một tháng trung bình. Cái dòng 8X42 sử dụng pin năng lượng mặt trời nếu mà sạc đầy thì pin sẽ sử dụng được khoảng 6 tháng. Và trong quá trình chúng ta đeo thì nó sẽ tiếp tục sạc ánh sáng và duy trì được ở cái mức năng lượng ổn định để đồng hồ nó luôn luôn hoạt động. Còn nếu sạc đầy và cho vào trong tủ kín cất đi thì chế độ tiết kiệm năng lượng nó sẽ được kích hoạt và sẽ sử dụng được khoảng hơn 2 năm. Một chức năng rất quan trọng trên cái dòng này đó là chức năng GPS, tức là định vị vị trí toàn cầu sử dụng uh, dò sóng vệ tinh để chỉnh thời gian để uh, ở cái điểm mà chúng ta đang đứng. Thì đấy là sơ qua về bộ máy 8X42. Đó. chức năng gps này là chức năng rất tắt đỏ của đồng hồ sóng vệ tinh là cái sóng ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể dò được cái sóng này nó khác với lại dò sóng radio radio thì ở việt nam nhiều chỗ không dò được nhưng mà sóng gps thì chỗ nào cũng có thì nó luôn luôn theo cái giờ ở trên vệ tinh có nghĩa là chính xác tuyệt đối tức là không có sai số ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các ký hiệu trên mặt số có kim giờ, kim phút, kim giây này. Sẽ có lịch ngày ở góc 12 giờ. Đây lịch ngày. Ngoài ra sẽ có thêm kim hiển thị mức năng lượng ở góc 8 giờ đây. Đó. Và ở dưới góc 6 giờ thì có thêm một cái đồng hồ phụ ở thế giới. Có nghĩa là trên đồng hồ này cái đồng hồ chính nó sẽ có thể hiển thị giờ ở Việt Nam. Đồng hồ phụ hiển thị giờ của một thành phố khác ở trên thế giới rất là tiện kim 24 giờ của đồng hồ phụ này núm thì có cái núm ở góc 3 giờ đây thì là một cái núm có ba nấc nấc trong cùng này nấc giữa này và nấc ngoài cùng này đây là ba nấc của nó nhé còn về nút bấm ở đây có nút bấm góc 2 giờ là nút A và 4 giờ này là nút B ở ngoài cùng thì cái vòng city là tên các cái thành phố mà có thể lựa chọn. Nó hiển thị ở cái đồng hồ nhỏ ở phía dưới này. Đó. Trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và có một chức năng rất tiện đó là chức năng hiển thị mức năng lượng còn lại trên đồng hồ. Đây ở góc 8 giờ đây sẽ có một cái kim hiển thị mức năng lượng. Như thế này đang là đầy này. Chỉ vào giữa thì là trung bình còn chỉ vào cái vạch trắng ở dưới là gần hết rồi. Và khi gần hết thì kim dây nó cũng sẽ báo cho chúng ta là cần phải sạc. Ví dụ như pin nó đang ổn định bình thường như này thì nó sẽ pin nó sẽ à, kim dây nó sẽ nhảy một dây một như thế này. Là đang ở trạng thái bình thường. Còn nếu cái pin à, cái kim dây nó nhảy cốc 2 dây một thì lúc này chúng ta cần phải cho đi sạc nhé. Hoặc là nhảy cốc 5 dây một thì có nghĩa là chuẩn bị yếu lắm rồi thì là dùng được một hai ngày thôi thì chúng ta cần phải cho đi sạc gấp đấy thì là các cái ký hiệu còn gì nữa không nhỉ à đây còn ở đây nữa sẽ có chữ N và chữ Y đây là hiển thị kết quả dò sóng GPS thành công hay thất bại Y là thành công và N là thất bại nhé thì bây giờ đồng hồ Quang Lâm sẽ vào cùng các bác vào chỉnh trước này đầu tiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn múi giờ cho chiếc đồng hồ này sử dụng sóng GPS lựa chọn múi giờ nhé đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn múi giờ lựa chọn múi giờ là gì là đeo chiếc đồng hồ này và sống tại thành phố nào thì chúng ta sẽ lựa chọn múi giờ cho thành phố đó lấy ví dụ như hiện tại các bác đang ở Việt Nam chúng ta sẽ cần phải lựa chọn múi giờ cho chiếc này về múi giờ của Việt Nam và đại diện cho múi giờ của Việt Nam khu vực Việt Nam Thái Lan thì nó sẽ là BKK là Bangkok sẽ là đại diện cho múi giờ Việt Nam đầu tiên là chúng ta sẽ mang ra những cái khu vực mà thoáng đẳng, có thể bắt được sóng GPS. Ví dụ như là ngoài cửa sổ, trên sân thượng hoặc là ngoài công viên, nơi thoáng đẳng, không có những nhà cao tầng nó che cái sóng vệ tinh của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ rút cái núm này ra. Chúng ta sẽ rút cái núm này nhé. Đó, rút ra một chút. Và chúng ta sẽ À xin lỗi các bác nhầm 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 Chúng ta chỉ cần đưa ra thôi cái này uh, xương bước này là không cần phải rút núm Và chúng ta chỉ cần bấm cái nút uh, 2 giờ này trong 6 giây 1 2 3 4 5 6 Đó. Thì kim dây nó sẽ di chuyển về góc 6 giờ Anh em lưu ý là cái núm này là để kín nhé thì khi kim dây nó chỉ về góc 6 giờ thì nó bắt đầu nó chế độ tiếp nhận sóng GPS đã được kích hoạt và việc còn lại của chúng ta là giờ cái đồng hồ này lên cho nó bắt sóng vệ tinh để nó tự động nó cài đặt thời gian. Em làm lại nhé. Bấm 6 giây. 1 2 3 4 5 6. Đó, kim dây về đây là bắt đầu này. Bây giờ bắt đầu vào cài đặt Mũi giờ bằng sóng vệ tinh này Đó bắt đầu đấy Chúng ta không cần làm gì cả chỉ quan sát thôi Xong một tí nữa thì kim dây nó sẽ hiển thị kết quả là thành công hay thất bại nhé Đó, Nó chỉ về nâu là Tức là dò sóng vệ tinh ở đây đang bị thất bại tức là chỗ nhà em đây đang Là kín Nên là nó không dò được sóng vệ tinh nhưng nếu các bác ra khu vực Thoáng đãng thì nó sẽ chỉ về y đấy Tức là dò được sóng vệ tinh thành công Thì nó sẽ tự xét cái mũi giờ của chúng ta về giờ địa phương của chiếc này là Bangkok cốc nhé. đó, thì đấy là xét uh, múi giờ cho chiếc đồng hồ. kim dây nó sẽ hiển thị cái kết quả giờ sống thành công hay thất bại này. nếu nó chỉ về n đây là nâu no, tức là thất bại, thế còn y này là thành công nhé. thì đấy là 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 chỉnh múi giờ địa phương cho chiếc đồng hồ. Này sử dụng sóng GPS Chúng ta chỉ cần như thế thôi Thì đồng hồ nó sẽ tự chỉnh Tức là chỉ cần bấm Cái nút 2 giờ này trong 6 giây Là nó sẽ dò sóng GPS Để hiệu chỉnh múi giờ Còn uh, Tiếp theo là chúng ta Hướng dẫn các bác là chọn Múi giờ thủ công cho chiếc đồng hồ này Thì làm thế nào Thì chúng ta rút cái núm này ra nước giữa này Rút ra nước giữa nhé Thì kim dây nó sẽ dịch chuyển về cái múi giờ hiện tại đang được chọn. Chúng ta sẽ xoay cái núm để chúng ta chọn múi giờ địa phương cho chúng ta chiếc đồng hồ này. Nếu mà sống ở Nhật Bản thì chúng ta chọn về Tokyo. Nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta chọn về Bangkok. Đây là chọn múi giờ địa phương cho chiếc đồng hồ. Đó và khi mà xong ấy thì chúng ta sẽ bấm trả lại nút ban đầu. Còn ở những cái khu vực mà mà các bác chọn giờ địa phương mà cần giờ mùa hè. Ấy, nó tính giờ mùa hè. Thì chúng ta sẽ chỉnh on off giờ mùa hè như thế nào, chúng ta sẽ rút cái núm này ra nước giữa này. Đó và chúng ta bấm cái nút 2 giờ này trong khoảng thời gian 3 giây. 1 2. Đó. Thì các bác để ý cái này nó sẽ về DST tức là daylight saving time tức là giờ mùa hè. Thì nó sẽ sớm hơn một tiếng. Còn nếu mà chúng ta bấm tiếp 3 giây nữa thì nó sẽ về off giờ mùa hè sẽ off. Ở Việt Nam thì chúng ta tốt nhất cứ để off nhé. Vì chúng ta không sử dụng đến giờ mùa hè. Thì đấy là <laughs> giờ địa phương. Đồng hồ chính. Chọn xong thì chúng ta bấm trả này về vị trí ban đầu. Đấy là giờ địa phương cho chiếc đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái bước nữa là chỉnh giờ thế giới. Tức là chỉnh đồng hồ phụ ở phía dưới này. Đồng hồ này cũng khá là hay là khi đồng hồ chính này có thể hiển thị giờ Việt Nam và đồng hồ phụ hiển thị giờ của một thành phố khác ở trên thế giới. Thì để chỉnh cái đồng hồ phụ ở dưới này như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ rút cái núm này ra nấc giữa nhé. Nấc giữa. Sau đó sẽ bấm cái nút 4 giờ này để chuyển sang chọn thành phố cho giờ thế giới ở dưới. Lúc này kim dây nó sẽ hiển thị thành phố đang được chọn. Và chúng ta xoay cái núm này để chúng ta chọn thành phố bất kỳ. muốn Các bác muốn hiển thị giờ ở dưới đồng hồ này. Ví dụ chúng ta có người quen sống ở Paris thì chúng ta chỉnh cho kim dây về đây. Người quen sống ở Nhật thì chúng ta cho kim dây về Tokyo này nhé. Thì ở đồng hồ ở phía dưới này nó sẽ hiển thị giờ ở Tokyo. Thế còn nếu mà ở những cái khu vực đấy chúng ta muốn chỉnh giờ mùa hè cho 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 cái đồng hồ dưới này thì chúng ta chỉ cần vấn đề ở nước giữa như thế này. Đúng không ạ? Chúng ta bấm nút 4 giờ một lần. À, sau đó à, bấm, thứ nhất em làm lại từ đầu này Là muốn chỉnh giờ mùa hè cho cái đồng hồ ở phía dưới chúng ta rút ra nước giữa nhé Đó và bấm nút 4 giờ một lần này Sau đó thì bấm nút 2 giờ trong khoảng thời gian 3 giây 1, 2, 3 Đó thì giờ mùa hè nó bắt đầu kích hoạt cho cái đồng hồ nhỏ này 1, 2, 3 Thì nó lại off về giờ mùa hè off Thì đấy là chỉnh giờ mùa hè cho đồng hồ phụ đó thì à, đấy là chúng ta đã chọn xong cái đồng hồ cho, à, chỉnh đồng hồ cho cái đồng hồ nhỏ ở phía dưới Đó. Bây giờ chúng ta sẽ, đấy là chỉnh à, múi giờ nhé Còn bây giờ là sẽ sang vấn đề à, quan trọng nữa là chỉnh thời gian Thì chỉnh thời gian như thế nào Thì bước 1 là chúng ta cũng sẽ mang đồng hồ này ra những cái khu vực có sóng GPS những khu vực có sóng GPS và bước thứ hai đó là chúng ta sẽ bấm cái nút 2 giờ này trong khoảng thời gian 3 giây nhé. 1 2 3. Đó. Chúng ta thả ra thì chúng ta sẽ thấy là đây từ từ đã nhé, để em làm lại cho các bác nhé. Đây cái này phải bấm vào nút trả về nút kín đã. Đây bấm nút này 3 3 giây này. 1 2 3. À, kim dây về vị trí góc 12 giờ. Thì lúc này nó là vào chế độ dò sóng GPS cho để chỉnh thời gian. Kim mốt nó sẽ di chuyển về vị trí số 1. Thế còn kim dây hiện tại nó đang chỉ góc 12 giờ là nó đang dò sóng và nó chỉ kết quả dò sóng GPS là nâu no, là thất bại. Thì các bác ở chỗ thoáng đãng thì nó sẽ chỉ về y nhé. Đó thì là chỉnh thời gian. Nó có hai cách, hai à, bước Bước thứ nhất là chỉnh múi giờ địa phương Và cái thứ hai là chỉnh thời gian Đấy, hai cái như vậy các bác đừng nhầm lẫn với nhau nhé Nó chỉ đơn giản vậy thôi Cái chỉnh cái thời gian này nó cũng tương tự như là chỉnh múi giờ Đơn giản lắm, chỉ cần bấm nút này thôi Nhưng mà uh, khi mà chỉnh múi giờ thì chúng ta bấm cái này 6 giây Còn khi mà chỉnh thời gian thì chúng ta chỉ bấm 3 giây thôi thì là nó chỉnh thời gian nó khác nhau ở chỗ đấy. Nhưng mà chung là đều dùng sóng GPS để hiệu chỉnh thời gian. Thì trên đây đồng hồ quang lâm cũng đã hướng dẫn các bác tóm tắt uh, cách chỉnh mẫu đồng hồ 8X42 những cái đơn giản và cần thiết nhất. Ngoài ra nó còn chỉnh dây nhuận, chỉnh các thứ linh tinh khác nữa cơ. Nhưng mà cái đấy thì cũng không quá cần thiết. Uh, những cái chính thì như vậy. Còn lại là nếu có những cái câu hỏi gì các bác có thể comment ở phần phía dưới đồng hồ quang lâm có thể sẽ giải đáp cho các bác uh, riêng uh, với phần comment và đồng hồ quang lâm nói thật giá thấp cho thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin chào hẹn gặp lại ở những video tiếp theo